vị và các bạn đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Một chương trình ngập tràn thanh xuân cùng với những anh chàng ca lăng, trẻ trung và lãng tử. Công ty còn cái team ở đó không? Em rớt trên bạn đó đó. Liệu sự lãng mạn có chinh phục được nàng? Gọi em là Nga Rẽ, bởi vì lần đầu tiên nhìn nhau cũng cua. Thật là gu em á, em bước ra một cái là em thật sự bị chán ngợp bởi bạn luôn. Hay sự đồng cảm sẽ kết tinh một mối tình đẹp. Anh đến đây là chị Hoàng bị giải tưởng. Đón xem tập 11 Tần Số Tình Yêu phát sóng 21:35 thứ 6 ngày 14 tháng 5 trên kênh HTV7.